Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, người dân Việt Nam đang phải chi hàng nghìn tỷ đồng cho các đại hội đảng và các tượng đài vô ích. Ước đoán ở mức rất khiêm tốn, số tiền người dân phải trả cho các đại hội đảng ở riêng cấp địa phương đã đủ cho thanh tra chính phủ hoạt động hơn 25 năm. Các đảng bộ địa phương trên cả nước đã bắt đầu tổ chức đại hội nhằm bình đầu bầu ra những đại biểu tinh hoa tham dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến 5 năm mới có một lần. Họ sẽ bầu ra các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, từ đó các cơ quan đầu não như Ban Bí thư và Bộ Chính trị cũng như các vị trí được cho là sẽ trở thành lãnh đạo của Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động thuần túy của đảng phái như vậy lại tiêu tốn khá nhiều ngân sách của phía chính quyền, mà nói thẳng ra là từ thuế, từ của nhân dân đóng góp, phí và các nguồn thu đáng ra có thể dùng cho nhiều hoạt động quản trị nhà nước và chính sách dân sinh. Dưới đây bài viết tổng hợp một số điều chéo nghe nhưng lại là sự thật chính trị mà hàng thập kỷ người dân Việt Nam đã, đang và chắc chắn sẽ phải tiếp tục đối mặt nếu không có bất kỳ thay đổi yêu sách cơ bản nào được đưa ra. Tổng chi có thể lớn, rất lớn nhưng không có công khai. Trước khi đi sâu vào những vấn đề pháp lý, có lẽ cần cho các bạn đọc nhìn thấy được toàn cảnh và cách mà ngân sách được sử dụng cho các kỳ đại hội. Hiện nay, việc công khai chi phí tổ chức các kỳ đại hội vẫn còn rất mờ mịt. Tổng quan quy định của luật tiếp cận thông tin không hề nhắc đến các vấn đề minh bạch tài chính liên quan đến quá trình hoạt động, vận hành của các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội. Mặt khác, luật ngân sách nhà nước thì có điều 15 quy định về trách nhiệm công khai ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, luật này cũng chỉ quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước bên khối chính quyền mà không nhắc đến ngân sách nhà nước sử dụng cho khối tổ chức chính trị. Việc tìm kiếm thông tin về chi phí tổ chức đại hội đảng nói riêng và chi phí cho vận hành của các tổ chức đảng nói chung buộc người viết phải thử vận may với các báo cáo của Bộ Tài chính, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm trực tiếp về ngân sách và thu chi quốc dân. Theo đó, có thể thấy Bộ Tài chính có lập một website riêng khá dễ sử dụng và theo dõi. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về chi ngân sách mà họ cung cấp thì không giúp ích gì lắm cho người đọc, dù thứ họ muốn tìm là gì. Lấy ví dụ, vào ngày 15 tháng 4 năm 2020, Bộ Tài chính có công bố ước toán thực hiện ngân sách quý 1 2020, tức khoảng thời gian đã lên kế hoạch tài chính và chi nhằm chuẩn bị cho các kỳ đại hội bắt đầu vào tháng 5. Tuy nhiên, trong mục chi chỉ xuất hiện vỏn vẹn 3 tài khoản là chi thường xuyên cao nhất ở mức 343.000 tỷ đồng, chi trả nợ lãi và chi cải cách tiền lương. Ước toán rõ ràng không có tác dụng gì trong việc kiểm tra, giám sát minh bạch tài chính từ phía người dân. Vì sự bí bách thông tin này, người viết buộc phải tìm từ các nguồn cấp thấp hơn và vi mô hơn. Điều này sẽ làm mất đi khả năng khái quát hóa về độ ngốn kinh phí của các kỳ đại hội đảng. Tuy nhiên, đây có vẻ là cách duy nhất để tiếp cận với chúng. Ví dụ, vào tháng 4 mới đây có công văn chính thức của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn gửi cho Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội đảng các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Số tiền yêu cầu lên đến hơn 85 tỷ đồng cho các kỳ đại hội ngắn ngủi. Cụ thể hơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu gần 10 tỷ đồng cho kỳ đại hội cấp tỉnh, 66 tỷ đồng cho kỳ đại hội cấp huyện, thậm chí còn có cả kinh phí để cải tạo sửa chữa công trình phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tức chi phí cố định đáng lẽ phải hạch toán riêng biệt, không biết vì sao lại có thể xin với hơn 10 tỷ Việt Nam đồng. Và điều quan trọng hơn, cần nhớ rằng Lạng Sơn là một trong những tỉnh vùng núi khó khăn với số lượng đảng viên không quá cao, dân số thấp và chi phí sinh hoạt được đưa vào diện dưới cùng của cả nước. Hay trong một tài liệu khác của người viết tìm được của Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Trị, tức chỉ ở cấp huyện, được ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2020, số tiền mà họ đề nghị Sở Tài chính tỉnh gửi Trung ương xem xét hỗ trợ được
cho địa phương mình lên đến 5,7 tỷ Việt Nam đồng. Theo đó, tiền ăn dành cho đại biểu và các khách mời trong 2 ngày đại hội cấp xã không thôi đã lên 800 triệu Việt Nam đồng. Công tác tuyên truyền phục vụ đại hội là 150 triệu đồng và tiền chi bồi dưỡng trực tiếp là gần 300 triệu đồng. Một huyện khác của Hướng Hóa cũng yêu cầu chi 2,5 tỷ đồng cho các đại hội cấp huyện và 5,1 tỷ đồng cho các đại hội cấp xã, tổng là 7,6 tỷ Việt Nam đồng. Quảng Trị có hơn 10 đơn vị hành chính cấp huyện, Lạng Sơn có 11 đơn vị, dân số Quảng Trị là 600.000 người, Lạng Sơn là khoảng 800.000. Thuộc nhóm các tỉnh có quy mô dân số thấp nhất của cả nước và kinh tế dưới mức trung bình của cả nước. Vậy cho dù lấy con số của Lạng Sơn 85 tỷ là con số trung bình của mỗi tỉnh, người viết hoàn toàn có thể phỏng đoán chi phí tổ chức đại hội đảng được chia dành cho 64 tỉnh khoảng 5.500 tỷ đồng, không tính khối đảng cơ quan trung ương và đại hội đảng toàn quốc. Và đây là một mức ước đoán rất khiêm tốn. Theo những số liệu mà Luật Khoa đã thu thập trong các bài viết trước đó, số tiền này đủ để thanh tra chính phủ và ủy ban dân tộc của các chính phủ hoạt động trong khoảng 25 năm và dư để chi cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vốn là một trong những bộ chủ chốt của Việt Nam hoạt động trong một năm, dự đoán 2020 ở mức 5.300 tỷ Việt Nam đồng. Luật được hướng dẫn bằng quy định của Văn phòng Trung ương Đảng, đây không phải là một tiêu đề giật gân để thu hút bạn đọc mà nó là sự thật. Về luật ngân sách nhà nước mà chúng ta đã nhắc đến ở trên tại điều 36 và 38 cho thấy ngân sách trung ương lẫn ngân sách địa phương đều có trách nhiệm chi thường xuyên cho hoạt động của tổ chức chính trị mà ở đây chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở khoản 7 và 8 của điều 8 về nguyên tắc hoạt động của ngân sách nhà nước, kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ nhà nước giao theo quy định của chính phủ. Theo đó, ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị xã hội. Tuy nhiên, đó cũng là toàn bộ những gì luật ngân sách nhà nước nói về khoản chi cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghị định số 163/2016 của Chính phủ quy định chi tiết luật ngân sách nhà nước tại điều 9, Chính phủ lại giao Bộ Tài chính quy định cụ thể về quản lý sử dụng ngân sách nhà nước đối với các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông tư 40/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí và chế độ hội nghị cho chúng ta một hy vọng để hiểu rõ hơn về nguyên tắc và cách thức chi ngân sách cho các hoạt động của Đảng nói chung và Đại hội Đảng các cấp nói chung bằng một văn bản quy phạm pháp luật hơn. Song ngay trong thông tư, Bộ Tài chính khẳng định chi ngân sách cho Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc, hội nghị của các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được thực hiện riêng theo quy định của các cấp thẩm quyền, nhưng không xác định cấp thẩm quyền nào. Vậy cuối cùng cấp thẩm quyền nào quyết định về thu chi ngân sách cho các kỳ đại hội? Dần dần, người viết nhận ra rằng khó có thể tìm ra được một văn bản quy phạm pháp luật thật sự để quản lý thu chi ngân sách dành cho các hoạt động tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung pháp lý được viện dẫn trong các văn bản liên quan thật ra chủ yếu là quyết định số 99 QĐ-TVK ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành quy định chế độ chi tiết hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở quyết định số 99. Riêng đối với chi phí dành cho chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trong năm 2020 tới đây thì do quyết định số 3989 QĐ trên VPTVK ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Trung ương Đảng quy định. Hiện chúng tôi vẫn chưa tìm được toàn văn đầy đủ của quyết định số 3989, có thể do nó chỉ được ban hành nội bộ. Song đây cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chéo ngoèo trong minh bạch về thu chi ngân sách của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.
Riêng đối với quyết định 99 của Ban Bí thư, có thể thấy văn bản này có những quy định có vẻ còn mạnh bạo hơn cả văn bản luật của Quốc hội. Bên cạnh việc trao thẩm quyền về lập và giao dự án kinh phí, quá trình cấp phát và quyết toán cho các cơ quan đảng, nhưng dừng ở ngân sách nhà nước, quyết định này còn quy định cả nghĩa vụ của Ủy ban Nhân dân các cấp cũng như các cơ quan chính quyền khác có trách nhiệm bảo đảm kinh phí hoạt động công tác đảng. Một ví dụ cụ thể tại khoản 1 điều 5 quyết định 99 có ghi nhận, căn cứ vào dự toán được phê duyệt, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm đảm bảo kinh phí hoạt động của cấp ủy và quyết toán theo quy định luật ngân sách nhà nước và báo cáo cấp ủy, đồng thời báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp. Như vậy, nói về thẩm quyền và tầm bao quát văn bản do cơ quan đảng ban hành có giá trị không kém gì so sánh với luật của Quốc hội và các quy định của chính phủ. Những vấn đề mà người viết trình bày trên đây không phải là vấn đề mới, nó tồn tại trong hệ thống chính trị của một quốc gia Việt Nam toàn vẹn hơn 40 năm nay. Tuy nhiên, trong thời điểm mà hàng ngàn tỷ ngân sách đang được đổ ra đơn giản chỉ để Đảng Cộng sản hình thành nên ban bệ lãnh đạo của riêng họ, những người đóng thuế trên lãnh thổ Việt Nam nên để đẩy mạnh những thảo luận về việc vì sao hiện tượng này diễn ra. Vì sao một ngân sách nuôi hai nhà nước lại có thể xem là con đường duy nhất trong quản lý tài chính công Việt Nam? Ngoài việc chi khủng thường xuyên cho các cuộc họp từ trung ương đến địa phương, thì việc chi lãng phí cho xây dựng tượng đài nguyện vọng là của ai? Cho tới thời điểm này, chưa có một số liệu thống kê nào đủ tin cậy chứng minh số lượng tượng đài, phù điêu của các địa phương trong cả nước đã xây dựng và số tiền ngân sách của nhà nước phải bỏ ra để có được nó là bao nhiêu. Chỉ biết gần như chắc chắn rằng hầu như không có tỉnh nào là không tạc phù điêu tượng đài cả. Việc xây dựng tượng đài như một cuộc thi đua ngấm ngầm giữa các địa phương về mức độ hoành tráng và đi kèm là số tiền chi ra cũng hoành tráng, không hề thua kém. Mặc dù được cư dân mạng nhiều lần bốc phốt những sai phạm trong quá trình thực hiện các công trình này, nhưng cuộc thi đua vẫn ngấm ngầm diễn ra với hình thức thể hiện tinh vi, khoa học hơn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ghi nhận đóng góp cho đất nước của tiền nhân có nhiều cách mà hay nhất đi vào lòng người lâu nay của quốc gia vẫn sử dụng, đó là ghi chép vào lịch sử, thơ văn, dựng phim. Dựng tượng cũng là một trong những cách tái hiện lịch sử, nhưng nó chiếm tỷ lệ nhỏ so với những cách khác vì nó gắn liền với việc sử dụng quỹ đất xung quanh nó. Nói cách khác, dựng tượng đài dù đơn giản hay phức tạp thì việc này tốn kém hơn so với những cách khác mà việc làm này không có nguồn thu để duy trì bảo tồn. Ở Việt Nam, việc dựng tượng luôn gắn liền với việc sử dụng quỹ đất vô cùng lớn và giá trị của mỗi công trình đơn giản cũng lên đến hàng chục tỷ Việt Nam đồng. Không biết cái tượng vô tri kia khiến cho dân có tưởng nhớ nhiều hơn về nhân vật được dựng, có học thêm được gì từ người có hay không, nhưng không như những số tiền mà người dân phải gánh chịu để làm cái tượng đó là không hề nhỏ. Một số người nghĩ mình có thể nộp thuế đâu nên người ta muốn làm gì thì mặc. Họ đâu biết rằng người thân của họ có thể đang oằn mình gánh thuế, mà nếu không làm cái tượng kia thì con cháu họ có cơ hội được học tại một ngôi trường khang trang sạch sẽ hơn. Phần lớn người dân không biết được mình mất và những gì được những gì, không quan tâm, không thèm quan tâm. Nhưng các quan bác thì biết chắc rằng khi dựng tượng chắc chắn các cụ sẽ có ăn. Cát, đá, sỏi, xi măng dù cứng, khó nuốt nhưng các cụ đều xơi được tất. Dân không biết gì hay không quan tâm gì nên họ không phải là người đưa ra ý tưởng. Họ cũng không phải là người đưa ra yêu cầu và rõ ràng họ không có quyền đưa ra định hướng. Vài người lớn tuổi giơ tay trong hội trường tại các cuộc họp giơ tay đề xuất dựng tượng đài, nếu không phải là người thân giấu mình của các quan chức đương nhiệm thì cũng là những người đã được họ mua chuộc, thu phục để làm quân xanh, làm diễn viên cho kịch bản được lên sẵn phục vụ cho mục tiêu của mình. Các mục tiêu kế hoạch quan trên thường không hỏi trực tiếp dân mà thông qua những người đại diện cho dân, đó là các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội. Tiếc rằng các vị đại diện cho dân đó chủ yếu là người nhà của các quan cả, đại diện cho dân chỉ là
chân phụ của họ mà thôi. Do vậy phục vụ cho dân sẽ ít hơn phục vụ cho các quan bác là lẽ thường tình. Thế nên, về mặt pháp lý người ta nói các quyết sách đưa ra phần lớn dân đồng tình không có gì là sai cả, vì rõ ràng những vị đại diện của dân đã thay mặt họ đồng tình với quyết sách đó rồi mà. Nếu tìm người để đổ lỗi cho việc này thì người đó chính là dân thôi. Dân nên tự trách mình ngu, đừng đổ lỗi cho ai cả. Dân ngu nên bầu cho một bọn ngu đại diện cho mình, nhưng nó đi làm việc cho người khác và tè lên đầu của mình. Thế nên, tượng xây dựng nơi nơi, dân có đói khổ thì ra đó ngắm, cho đời lên hương thôi. Ta hèn kém thì tự ta nhận cái xấu về cho mình, không có gì là bất công và đó là sự trả giá công bằng. Giải pháp thì nhiều lắm, nhưng cái hiệu quả nhất chắc chắn là cấm toàn bộ việc bỏ tiền ngân sách nhà nước cho hành động vô bổ này. Tỉnh nào có doanh nghiệp, cá nhân nào hiện nguyện xây dựng thì xem xét tính lịch sử, khoa học và thẩm mỹ, cấm luôn việc đổi đất đai tài nguyên cho doanh nghiệp để lấy tượng đài. Không có lý do gì để cho các quan sơ múi thì việc xây tượng đài sẽ tự khắc chấm dứt và câu cửa miệng thể theo nguyện vọng tình cảm chính đáng của nhân dân mà quan trên hay sử dụng thì sẽ mất dần theo thời gian và các cao kiến, các cụ cứ thi nhau góp ý, tôi chỉ có thấp kiến vậy thôi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.